Quang Huy và Đức Phát. Xin chào mừng quý vị các bạn đang đến với chương trình tường thuật của đội xe đạp toàn quốc trên cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015 non sông liền một giải. Và ở trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chặng đua thứ ba từ Thanh Hóa đi thành phố Vinh, Nghệ An. Và như chúng ta đã biết thì ở chặng đua thứ hai từ Hà Nội và Thanh Hóa thì đã có bất ngờ xảy ra khi tay đua Châu Hồng Hậu của VTV Cần Thơ đã xuất sắc giành chiến thắng, đồng thời xé luôn chiếc áo vàng của ekip của tay đua Lê Nguyệt Minh thuộc ekip Magnasium Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin được cảm ơn Tôn Hoa Sen là nhà tài trợ chính của chương trình và Trà Thông Minh Đốt Thanh là nhãn hàng đồng tài trợ đã cùng đồng tài trợ với chúng tôi ở trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến chính, những diễn biến rất hấp dẫn ở trong chặng đua thứ ba từ Thanh Hóa đi Vinh, được dài 137 km. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong chương trình ngày hôm nay thì để chúng ta có thể dễ dàng phân biệt được các đội đua ở trên đường đua, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn màu áo của từng đội đua ở trong cuộc đua cúp hình năm nay. Và đầu tiên đó là ekip Dược Domestic Tháp. Một ekip khác cũng đến từ Đồng Tháp đó là đội Dogalic Đồng Tháp. Đây là đội đua gồm đa phần là các đội đua trẻ của ekip Đồng Tháp. Thứ ba ở trong chương trình này đó là một ekip khác cũng đến từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đội đua Bến Tre. Họ thi đấu ở trong áo màu hồng và tím. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một ekip khác nữa đến từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đó là đội VTV Cần Thơ. Và xin nhắc lại, VTV Cần Thơ đang là đội có tay đua Châu Hồng Hậu, người sẽ giữ chiếc áo vàng ở trong chặng đua thứ ba từ Thanh Hóa đi Vinh này. VTV Cần Thơ sẽ thi đấu trong màu áo trắng và tay màu xanh. Và đây là một đội đua rất mạnh để tranh chấp cho các danh hiệu của cúp truyền hình năm nay, đó là đội Hạt Ngọc Trời An Giang. Và chúng ta cũng còn nhớ rằng đối với ekip này thì họ đang sở hữu tay đua đang giữ chiếc áo vàng của cuộc đua xe đạp toàn quốc trên cúp hình lần thứ 26 năm 2014, tay đua Hồ Huỳnh Vạn An. Và đây là đội đua đến từ thủ đô Hà Nội, các tay đua của ekip Hà Nội thi đấu ở trong trang phục áo màu vàng đen. Thi đấu ở trong màu áo đỏ đó là ekip Quân Khu 7. Các tay đua của Quân Khu 7 cũng được xem là những tay đua có khả năng gây rất nhiều bất ngờ ở cuộc đua năm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ tay đua Trần Thanh Điền, người đã đoạt chiếc áo vàng của cúp truyền hình năm 2013. Năm nay thì Trần Thanh Điền thi đấu ở trong màu áo của VOS Thành phố Hồ Chí Minh với màu áo đỏ và trắng. Một ekip khác của Thành phố Hồ Chí Minh đó là đội đua xe đạp Magnasium Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong đội đua này chúng ta hãy chú ý đến tay đua Đinh Quốc Việt, người đang giữ chiếc áo đỏ của cúp truyền hình năm 2014. Còn đây là ekip BTV Truyền hình Bình Dương, họ thi đấu trong màu áo vàng và xanh. Và đây là đội Thanh Sơn Hóa Nông, họ thi đấu ở trong màu áo xanh. Đây đa phần là các tay đua trẻ của Vĩnh Long. Còn đây là một ekip rất mạnh khác của cúp truyền hình năm nay, ekip ADC Truyền hình Vĩnh Long. Họ sở hữu trong hình những tay đua trong thành phần đội tuyển quốc gia như Bùi Minh Thuận hay Trần Đức Tâm. Xin trân trọng cảm ơn tỉnh Thanh Hóa. Và là một hoạt động ở trong cuộc đua năm nay để góp phần hướng thúc đẩy các em đến việc bảo vệ môi trường và hỗ trợ các em ở trong quá trình học tập, thì ban tổ chức cuộc đua cùng với tập đoàn Tôn Hoa Sen đã có những chiếc xe đạp trao tặng cho các em học sinh nghèo hiếu học tại mỗi địa phương mà đoàn đua đi qua. Tiếp theo xin mời. Lúc này bà Đỗ Thị Toán, phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa đang trao phần thưởng cho ba vận động viên đã về đầu ở trong chặng đua thứ hai từ Hà Nội đi Thanh Hóa. Người đã về đích đầu tiên ở trong chặng đua thứ hai đó là tay đua Châu Hồng Hậu của VTV Cần Thơ. Về đích ở vị trí thứ nhì là Nguyễn Vũ Linh của Dược Domestic Đồng Tháp và thứ ba là Trần Đức Tâm của ADC Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn bà Đỗ Thị Toán và nhiệt liệt chúc mừng ông Vũ Thái Sơn. Ba đội đã đoạt thành tích tốt nhất ở trong chặng đua từ Hà Nội đi Thanh Hóa, đó là các đội Magnasium Thành phố Hồ Chí Minh ở vị trí thứ ba, Dược Domestic Đồng Tháp ở vị trí thứ nhì và gạo Hạt Ngọc Trời An Giang ở vị trí đầu tiên. Sau hai trận đua đầu tiên, tay đua đang tạm thời giữ chiếc áo xanh đó là tay đua Lê Nguyệt Minh của ekip Magnasium Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Vũ Thái Sơn, phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Thanh Hóa,
đang trao chiếc áo vàng cho tay đua Châu Hồng Hậu của ekip VTV Cần Thơ. Châu Hồng Hậu đã thi đấu rất xuất sắc ở trong chặng đua thứ hai từ Hà Nội đi Thanh Hóa và giành được chiếc áo vàng từ tay của Lê Nguyệt Minh. Xin chào Lê Nguyệt Minh, và lúc này thì bạn đang giữ chiếc áo xanh nhưng mà khoảng cách với tay đua mặc áo vàng là một khoảng cách phải nói là rất là mong manh. Vậy thì bạn có quyết tâm là sẽ giành lại chiếc áo vàng đó ở trong trận đua này hay không? Em sẽ quyết tâm để giành lại chiếc áo vàng của từ trận đua ngày hôm nay. Vậy thì bạn sẽ thi đấu như thế nào ở trong trận đua này? Em sẽ tấn công một cách rất là mạnh mẽ để giành được chiếc áo vàng. Châu Hậu, vào lúc này thì bạn đang là người giữ chiếc áo vàng ở trong cái chặng đua này, vậy điều này có tạo nhiều áp lực đối với bạn hay không? Đối với em thì cũng khá áp lực, nhưng là mục tiêu em hôm nay thì đấu là thoải mái. 7:20, ban tổ chức đã cho các vận động viên xuất phát chặng đua thứ 3 từ Thanh Hóa về Nghệ An, đường dài 137 km. Đúng 7:30, trọng tài đã cho đoàn đua xuất phát chính thức chặng đua thứ 3 từ Thanh Hóa về Nghệ An, đường dài 137 km. Đoàn đua đã thi đấu được hơn 20 km. Ngày hôm nay thì thời tiết cũng rất đẹp, nắng nhẹ và nhiệt độ khá mát mẻ, cộng với điều kiện thi đấu mặt đường rất tốt sau khi quốc lộ 1 đã được sửa chữa và nâng cấp. Do vậy chúng ta thấy các vận động viên đang thi đấu với một điều kiện rất thuận lợi và tung ra những cuộc bứt phá ngay từ rất sớm. Ở trên màn hình chúng ta vào lúc này đó là tay đua đang tạm thời giữ chiếc áo vàng sau hai chặng đua đầu tiên. Đây là tay đua Châu Hồng Hậu của ekip VTV Cần Thơ, tay đua mang số đeo 107. Châu Hồng Hậu đang ở trong top dẫn đầu của đoàn đua, và trong top này có khoảng hơn 20 tay đua. Trong nhóm dẫn đầu của đoàn đua vào lúc này có các tay đua của ekip Panasium Thành phố Hồ Chí Minh, BTV Truyền hình Bình Dương, Doclic Đồng Tháp, các tay đua của Dược Domestic Đồng Tháp, VOS Thành phố Hồ Chí Minh và cả ADC Truyền hình Vĩnh Long nữa. Như vậy là tất cả các vận động viên của những đội đua mạnh cũng đã có mặt ở trong top đua này. Khoảng cách giữa top dẫn đầu này với top đồng ở phía sau là khoảng 40 giây. Và chúng ta đang được thấy các tay đua của VOS Thành phố Hồ Chí Minh, Magnasium Thành phố Hồ Chí Minh, ADC Truyền hình Vĩnh Long và Dược Domestic Đồng Tháp đang làm những đầu máy kéo để cố gắng gia tăng tốc độ, kéo giãn khoảng cách giữa top này với top đồng ở phía sau. Lúc này thì tốc độ của top dẫn đầu này đang lên đến khoảng gần 50 km/h. Quả thực đó là một tốc độ rất cao ở trong môn xe đạp đường trường. Đoàn đua đã thi đấu được khoảng 40 km và tiến vào địa phận của thị xã Tĩnh Gia. Và trước mắt chúng ta là các vận động viên chuẩn bị tung nước rút đầu tiên ở chặng đua này để giành điểm áo xanh. Tay đua Nguyễn Vũ Linh, số 64 của Dược Domestic Đồng Tháp là người qua mức đầu tiên giành thêm 5 điểm. Sau khi thi đấu hơn 40 km thì các vận động viên ở top đông phía sau đã bắt kịp top đi đầu, và lúc này thì các đội đã tranh thủ lùi xuống để nhận tiếp tế từ những chiếc xe ô tô tiếp tế của ban tổ chức.
Trên màn hình của chúng ta lúc này là tay đua Châu Hồng Hậu của VTV Cần Thơ, người đang tạm thời mặc áo vàng sau hai chặng đua. Lúc này anh đang ở vị trí gần cuối của đoạn đông. Chúng ta có thể thấy ở chặng đua này Châu Hồng Hậu không thể dễ dàng có thể thoát đi như ở chặng đua thứ hai. Và như vậy nếu như vẫn giữ được khoảng cách với tấp đông thì Châu Hồng Hậu nhiều khả năng sẽ bảo vệ được chiếc áo vàng của mình sau 3 chặng. Một số vận động viên đã gặp sự cố trên đường đua, và ở các cuộc tranh tài ở xe đạp đường trường thì những sự cố như thế này là rất thường xuyên xảy ra. Nhưng chúng ta cũng thấy các vận động viên đã rất nhanh chóng khắc phục sự cố và tiếp tục thi đấu. Có tay đua 64 là tay đua của Dược Đô Mexico Đồng Tháp, Nguyễn Vũ Linh. Chúng ta thấy sau khi bị sự cố thì tay đua Nguyễn Vũ Linh số 64 của Dược Đô Mexico Đồng Tháp đã được các trọng tài dẫn vào tấp đông ở phía trước. Xin nhắc lại, Nguyễn Vũ Linh là tay đua đã giành điểm 5 điểm ở điểm rút tại tỉnh Gia. Và sau hai chặng đua, Nguyễn Vũ Linh có trong tay 21 điểm. Với 5 điểm vừa giành được vừa rồi thì anh đã tạm thời vượt lên dẫn điểm ở giải áo xanh với 26 điểm. Như vậy, cuộc cạnh tranh giải áo xanh ở chặng đua thứ 3 đã bắt đầu rất sôi nổi giữa Nguyễn Vũ Linh và Lê Nguyệt Minh. Như vậy, chỉ khoảng 3 phút sau khi gặp sự cố thì tay đua Nguyễn Vũ Linh 64 của Dược Đô Mexico Đồng Tháp đã được các trọng tài hỗ trợ và nhập lại đoàn đông. Xin nhắc lại, đến thời điểm này Nguyễn Vũ Linh đang tạm thời vượt lên dẫn điểm ở giải áo xanh với 26 điểm. Lúc này đoàn đua đã bắt đầu bước vào địa phận tỉnh Nghệ An và tiến thẳng về thành phố Vinh. Như vậy đoàn đua chỉ còn cách đích khoảng 80 km. Chúng ta quay trở lại với tốp đầu của đoàn đua. Lúc này thì tốp đi đầu này đang có khoảng gần 20 tay đua, trong đó vẫn xuất hiện những tay đua của các ekip rất mạnh như là ADC Truyền hình Vĩnh Long, Dược Đô Mexico Đồng Tháp, VUS Thành phố Hồ Chí Minh và Gạo Hàng Ngọc Trời An Giang. Đây đều là những ekip nhắm đến sự cạnh tranh cho danh hiệu đồng đội chung cuộc. Chính vì vậy mà lúc này thì tất cả các đội đều đang nỗ lực để đẩy tốc độ lên cao và nhằm duy trì khoảng cách này so với nhóm các tay đua ở phía sau. Họ làm điều này để tạo ưu thế cho đội của mình ở trên bảng xếp hạng đồng đội. Và cũng chính vì ý nghĩa này mà ngày hôm nay chúng ta thấy tất cả các đội đua mạnh đều rất tích cực thực hiện những đợt tấn công. Xin được nhắc lại là ở trên bảng tổng sắp vào lúc này thì đội đua Gạo Hàng Ngọc Trời An Giang đang là đội dẫn đầu về đồng đội. Tuy nhiên khoảng cách với các đội ở phía sau cũng là không quá lớn. Tay đua của Dược Đô Mexico Đồng Tháp đã là người cán mức đầu tiên. Đây là tay đua Nguyễn Vũ Linh của Dược Đô Mexico Đồng Tháp. Như vậy là sau khi đã bị ngã thì anh đã thi đấu rất nỗ lực và trở thành người cán mức đầu tiên ở mức tính điểm thưởng thứ hai trong chặng đua này. Như vậy có thể nói trong chặng đua ngày hôm nay thì Nguyễn Vũ Linh đã thi đấu rất xuất sắc khi cán mức đầu tiên ở cả hai mức tính điểm thưởng, và anh đã có được thêm 10 điểm áo xanh nữa cho mình. Lúc này thì khoảng cách giữa tốp đầu có Nguyễn Vũ Linh với tốp vận động viên thứ hai đang là hơn 3 phút.
trong khi khoảng cách giữa Nguyễn Vũ Linh với chiếc áo vàng Châu Hồng Hậu, người đang có mặt ở trong top đông phía sau, là chỉ vỏn vẹn có 4 giây mà thôi. Đây là khu vực đích đến của chặng thi đấu thứ 3 tại thành phố Vinh, Nghệ An. Và chúng ta hãy cùng chờ xem tay đua nào sẽ trở thành người về đích đầu tiên ở trong chặng đua ngày hôm nay. Sau hơn 3 giờ thi đấu, các vận động viên đã về đến đích tại thành phố Vinh, Nghệ An. Và lúc này chúng ta đang thấy các vận động viên đang mở tốc độ để lao nhanh vào đích. Hãy chờ xem tay đua nào là người cán mức đầu tiên tay đua qua ADC truyền hình Vĩnh Long. Tay đua mang số đeo 25 qua ADC truyền hình Vĩnh Long. Và đây là top các vận động viên thứ hai, họ cũng đã về đích. Trong số này có tay đua mang số đeo 64 Nguyễn Vũ Linh của Dự Domesco Đồng Tháp. Cú đoàn đông này với tốc vận động viên thứ hai vừa rồi chỉ khoảng là 20 giây mà thôi. Các vận động viên cũng đang đi với tốc độ rất cao. Trong tốc độ này có vàng và áo xanh. Xin chúc mừng cái thành tích về nhất chặng đua ngày hôm nay của Sang. Bạn có thể cho biết là ngày hôm nay thì bạn đã chọn cái chiến thuật thi đấu như thế nào để có thể đạt được cái thành tích này hay không? Hôm nay thì đội em thi đấu chủ yếu là bứt tốp để rút ngắn thời gian tập phát chung cuộc của em. 15 km cuối thì ban huấn luyện có chỉ đạo là phải tìm cách để chiến thắng chặng ngày hôm nay. Như vậy là trước khi chặng đua này bắt đầu thì bạn có nghĩ rằng mình sẽ là người về đích đầu tiên ở trong chặng đua này không? Hôm nay thì em không nghĩ, chủ yếu là em tách top để rút ngắn thời gian rồi với chiếc áo vàng. Vậy thì cái cảm xúc của bạn khi mà trên người về đích đầu tiên như thế nào? Lần này cũng là lần đầu tiên em thắng chặng cúp truyền hình, rất là vui, rất là sung sướng. Xin cảm ơn bạn và xin chúc bạn sẽ tiếp tục có những cái thành tích tốt trong những chặng đua sắp tới. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa theo dõi xong những diễn biến rất hấp dẫn, rất sôi nổi của chặng đua thứ 3 của đội xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015 non sông liền một dải, chặng đua từ Thanh Hóa đi Vinh, Nghệ An với đường dài 137 km. Bất ngờ nhất chính là chiến thắng của tay đua Nguyễn Hoàng Sang thuộc ekip ADC truyền hình Vĩnh Long. Anh là người giành chiến thắng ở chặng đua này với thành tích là 3 giờ 13 phút 22 giây, đạt tốc độ trung bình trên 43 km một giờ. Và còn bất ngờ hơn khi tay đua Nguyễn Vũ Linh của ekip Dược Đô Mexico Đồng Tháp sẽ là người sở hữu chiếc áo vàng sau 3 chặng đua. Vâng, xin được cảm ơn Tôn Hoa Sen đã là nhà tài trợ chính của chương trình và Trà Thảo Mộc Đốc Tư Thanh là nhãn hàng tài trợ đã cùng đồng hành với chúng tôi ở trong chương trình này. Đến đây thì chương trình tường thuật của đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015 non sông liền một giải xin được phép khép lại. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.